Rồi. Rồi. Đây là một cánh mũi. Vậy không sao? Sao nay không đi bán? Không. Hôm nay có gam gì chứ? Nè, nó nói độc lắm. Bắn gì? Lắm, bắn nè. Bắn chưa? À. Rồi sao rồi? Nè, sừng rồi chứ rồi. Nó nói bú độc. Mình sừng người chứ. Bú độc. Đi sao? Đi lên lấy kết quả mời cái năm tao kêu nó chuyển viện. Nè. Ủa có siêu âm của mày nè. Hết 1 triệu bạc nữa đó ông nội nè, thứ sáu khám. Năm lấy. Này là đó, siêu âm đâu nữa, siêu âm gì nữa? 400 ngàn ca hát. Cái này của mày nè. Cái này là cái lấy à, à, đúng rồi. Mời à, lấy cái này đi qua bệnh viện quận 10 bắn qua bú. Nó chuyển qua bú cho cô gấp để à... Nhưng mà người ta bác sĩ nói chất bị gì? Bú độc. Thì bú độc có cái bào chế lấy á nè. Lấy chưa? Rồi. Thì sao nó kêu đi lấy vậy? Chất bị trong sừng ghê luôn á. Sừng nhiều hơn quá. Màu lấy xong nó sừng lên kìa. Nhắm cái đèn sáng sáng sáng. Đó là tốt à. Bú diễn này nữa nè. Đi tới giờ thì cũng chết luôn. 4 giờ. 4 giờ chiều. Rồi sao cuối cùng là bị bú hả? Bú độc. Nè mới coi nè nó đâu cái nào cái mới đâu gì chứ. Cờ đó cờ cũ của Lâm mà không hay cờ mới. Nè cái mới nè, mờ nè. Nhận kết quả chưa? Hả nói nè mới lấy kết quả hoài. À là chưa có kết quả đúng không? Ờ. À, là chưa mà. 700 mấy đó, 400 cái tiền gì mà bắn đó. Ờ. Ờ. Đổ lỗ sâu không? Hồi nãy à, hồi sáng ai dẫn chức đi? Ta chở đi. À, người nhà. Người nhà hay là... Không, tụi nó đi hết rồi. Dụng chó đi rồi đó. Chó nào? Chó đem vô đầu liền đi hết rồi. Chó là chó gì là gì chức điên mình đúng không? Có ông gì chức? Đi chứ... Không, chắc nhà. Có người nhà chứ. Chức tôi đi mình. Không. Đi nhà. Ủa nay chức lấy xong rồi gì chức giờ còn mệt không hay là gì không? Không, nay đi trả với số rồi. Trả với số rồi. Ừ. Giờ nên nay nghỉ ngơi, nay ở nhà nghỉ luôn đâu có bán không? Ừ. Làm xong có bị đau nhất gì không? Nói nó nghỉ á. Mơ về sớm đi qua bệnh viện rồi. À. Lấy bắn. Trời ơi. Con bé bé nó ngồi luôn. Vợ con lầm luôn. Vậy là chưa có kết quả mà, không? Dạ, yeah, con bệnh đi. Nó nói về bú độc, nó nói về nó là bú độc hả? Người ta nói là bú độc hả? Ừ. Nhưng mà chưa có kết quả mà, cái này là chỉ là cái giấy nhận kết quả thôi phải không? Ừ sao? Đi thì nữa. Sao đi nữa hả? Ừ sao giết chiều 1 giờ. Nó nói cái trong này độc. Buông nói là cái này là bị bú tuyến giáp hả? Độc quá nó. Bây giờ coi như là biết là bú rồi ha. Hả? Cháu không? Trời ơi, cháu. Cháu đâu ra vậy? Cháu. Này là thuốc gì vậy? Kẹo hay chứ? Thuốc tiểu đường. Tiểu đường. Má ơi. Hai ba chỗ luôn. Quá trời luôn. Ủa, nó bú chết rồi. Quá trời, chết luôn. Mời chết à. Mời chết hả? Mời chết hoài vậy. Đúng giờ ông nói. Ngày nào cũng là ngày mai đó chứ rồi. Ừ, chứ không có ngày chết nha. Ngày nào cũng ngày mai. Nhỏ mắt chưa? Nhỏ. Đâu đưa coi mắt nhỏ chưa? Chưa ra nhỏ mắt cho. Này dầu. Này dầu. Quên. Thằng quỷ. Nhỏ mắt là cái nào? Này hả? Nhỏ dầu nè. Bữa có nói tặng dầu thơm đâu, dầu thơm đâu hết rồi. Ai? Chứ có mấy chai dầu thơm đâu. Con chai vậy. Con chai à. Ai đâu cho nè. Uống bú. Trời ơi, chứ lấy chi nhiều, có uống đâu lấy chi nhiều vậy. Chứ lấy nhiều quá, uống lấy thuốc chi nhiều có uống đâu mà lấy. Uống này nhiều nóng lắm. Trời ơi. Đừng có uống thuốc nữa. À, trời ơi. Chất đừng uống thuốc đi chất. Uống tóc đi. Thuốc nhiều quá thì mọi người thuốc nhiều quá cả nhà ơi.
Mà chức uống giờ đâu biết thuốc nào, thuốc nào chứ có biết không? Uống là bỏ vô lắc uống ngẫu nhiên đúng không? Bóc ra viên nào uống viên đó đúng không chức? Số số đi. Này sủi. Chắc nhiều khi bị đau bụng uống thuốc đau họng luôn á. Ờ, tùm lum hết thiệt, quá nhiều. Mà gặp gì chức để tùm lum chứ đâu có biết đâu. Không biết. Mời chuyển viện mới đi qua lấy giấy này. Chuyển qua đâu bệnh viện nào? Bú. Chuyển qua viện ông bú chứ hồi sáng đi khám bệnh viện nào? Bú. Chỗ mày nè, bác sĩ tư. Rồi nó chuyển qua bệnh viện bú. Nè, cái giấy này. Rồi có thuốc, chưa có thuốc mà đúng không? Mới khám đúng không? Nè, đọc giấy đi. Ờ, cái này là giấy... cái này là giấy ấy mà. Giấy bệnh viện. Giấy thu tiền thôi mà, cái bill mà. Sổ á. Có 300 350 còn cái kia sao chứ nó 700 chuyển về về cái này là nhiêu, này là 300 nè, này 40 nữa là 350 nè đó, coi đi đó 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 vậy mà nếu mà nói 700 thì nó 43 là 700 gì chứ giả vô mặt này, này là 4 là 40 ngàn chứ phải 400 chứ chắc nghĩ là 400 4 với 3 là ủa có nào gì chứ đường ra lộn 400 ông 43 ngàn chứ lưỡng 430 không bị ông xe ôm thuốc rồi à. Cái này có 300 mấy à. Đâu ra 700. Nhất ngỡ ngàng luôn. Rồi chắc 43 ngàn chứ tưởng 430. Ấy 18 này rẻ nè, cái kia 400 ngàn mà. Phải không? Bào chế lấy kim nè. 400 ngàn. Bào chế á. Thấy còn sưng không? Còn. Ờ à, này sưng nó lấy xong ra nó sưng rồi luôn. Giống như rắn cũng mang vậy. Ừ, nó giống như đừng có gờ vô chứ. Trời ơi, từ từ khoai khoai. Mổ chết chết luôn, mời chết à. Mà đâu có mổ đâu, chích thuốc vô là nó teo à. Ai nói? Chích nghe nói là teo rồi. Không có đâu má, mời lấy nè mới biết. Trời ơi, dù giờ bác sĩ là sáng lỡ, mổ rồi trời chứ. Xin cái giấy chuyển viện. Bỉ mà xin giấy lấy tờ 300 với kìa 400. Giấy chuyển viện nè má. Rồi vậy giờ giờ còn đau không? Nói chung là còn đau không hay là chích về hết đau? Nè, con đau rồi nè. Thuốc này thuốc uống gì nữa vậy? Đó. Quá trời uống. Uống toàn, mọi người liều nè. Thuốc gì chứ? Thuốc cái viên xanh này là thuốc thuốc viêm. Vợ bán gì mà không biết thuốc cho giờ ơi, chết quá. Vợ từ dưới Tây mà đéo biết bán gì. Kiến mắt kiến đẹp. Cái gì vậy? Kiến mắt kiến. Trời ơi, mắt kiến mà nãy giờ tưởng cái gì không á. Mà mắt kiến đâu có gì chứ. Ủa cũng nó đưa đó mà nó đấy à. Rồi tình hình đi khám vậy là ok rồi. Mời còn giấy chuyển viện nè. Vì chức nghỉ mấy ngày chứ? Chưa biết. Vui già mà. Mày có bán không? Bán. Sáng lấy giấy chuyển viện. Mai bán hả? Ủa lấy giấy chuyển viện rồi đi khám luôn rồi chiều bán không? Thứ hai. Hẹn là bác sĩ hẹn là thứ sáu hả? Thứ sáu. Sáu bữa đi thứ hai. Thứ ba, bữa nay thứ ba. Giấy bảo hiểm chuyển qua đỡ tốn tiền đúng không? Giấy giới thiệu á. Đúng rồi, hôm nay quốc tờ hết 400. Ủa mày siêu âm á, lại siêu âm bữa siêu âm có 200 ngàn chức khám. Ở bên đây 400 bác sĩ chung, bữa mày khám tao bác sĩ gì? Bác sĩ thừa. Thừa gì? Bác sĩ thừa thiệt mà. Tối giờ viên thì vô đây đấm ma quầy quầy tao vào uống gì đó. Cổ bơ không được ăn bắp nè, không được ăn đồ giống như con phương. Ăn đùi gà được không? Không. Cánh gà không? Không ăn cá viên chiên. Không ăn cá viên chiên à? Ừ. Đó rồi bỏ vô mà nhiều vậy sao biết cái nào cái nào? Biết uống quen phải không? Kinh nghiệm trước uống thuốc lâu rồi, mấy chục năm rồi.
Ôi, chiều ơi, dì Chức đi khám mấy giờ về? Trời ơi, nó khám lận sợ trốn rồi đó. Ai? Mày. Khám mấy lần luôn chứ lần gì, trời ơi. Trời ơi, đi mà cũng quảng lắm mà. Cái này đi chức chích này kia phải dẫn người nhà theo. Chích gì? Đó, ta chích cho đó. Có chích không? Đó, đó mà cùng. Chích đau không? Đau đau, lấy chẹt cái. Gì vậy? Lúc đó chích sợ không? Dập. Lúc đó sợ không? Rồi làm gì? Chích sợ gì? Chích làm gì? Trời không, chứ làm cái gì? Có lạ lên không? Không. Hồi đó chích chích quen rồi đúng không? Giờ chích đâu sao không? Hồi đó chích tay, giờ chích qua cổ hả? Nó bú đầu. Lấy và bào chế, đâm vô, lấy cái gì mà đâm vô, giúp bào chế. Ồ, đông hẹt, lên tới lầu 2 luôn. Yeah. Nay da banh chín đầu. Banh chín đầu luôn. Nãy mới thấy số 64 mà. Banh chín đầu với 84 nè. Nay nè, vô đi. Ờ, banh chín. Mà bán có ai trúng không gì chứ? À, bán hai năm kia chơi trúng. Bán hai năm chơi trúng hết. Chung cà na. À, mày chung cà na, mày ổi hoài cũng quýnh mày bây giờ. Chung cà na. Nè, cứ vô trước. Mời, muốn gì nữa. Ủa, trước đi đi vậy có vô có bán giấy số cho bác sĩ không? Không. Rồi, mai chục mai lấy luôn, cả bữa nay cả lấy đi, cả mai cả vô bệnh viện hết chợ mua giùm em đi anh ơi. Không. Nãy ngân đưa số mới trả số nữa. Ngân trả số hết nhiều. Hôm nay lấy mấy trăm tờ? 300. 300 hả? Mai đi bán lại. Mai khỏe ra gì chứ? Chích ngày này chứ. Thầy da chích bụng nữa. Cái này là cái nào phải đem theo đó. Lỡ mà có bị đau mắt thì phải xịt. Rồi vậy nhất thường cầm cái vỏ là cái vỏ thuốc này chứ. Vỏ này nè. Có vỏ màu xanh đâu. Anh nhiều đồ chơi. Ủa có giường sao chứ không nằm nằm dưới vậy? Không. Không thích hả? Nấu. Hỏi này nấu không? Mời con kết quả ghê. Kìa ăn sao? Ôi, kết quả chứ sao? Mai mới có kết quả hả? Mai chức lên lấy hay là sao? Thứ năm đi lấy giấy chuyển viện. Trời ơi, mất cộng với cái cuốn sổ này. Đưa lên mình đi. Rồi, chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào mọi người, khách ca, lại la, lại la. Rồi, bye bye mọi người nha. Tại là chị Chức đi khám mắt. Đi khám mắt. Đó, mà khám qua tới cổ, khám mắt nào? Đi khám bú độc. Đi khám bú độc mà bác sĩ nói là bú độc nha mọi người. Một mổ, hai là bắn cái gì cả. Bắn laser đúng không? Hồi nãy nghe người nhà cô Chức nói là bắn laser đó nha. Bú bị bú tuyến giáp, bắn laser. Và chắc là thứ sáu, nấu ai vậy? Đi! Nấu tao ở đầu lên. Đó. Dạ trong bé tôi. Thằng bé anh thầm. Nấu này á là Chức phải truyền lại gọi là truyền cho cái đời cái giống như đệ tử của Chức vậy đó. Ờ đệ tử Chức đó giờ bán với số mấy chục năm mà có đệ tử của Chức. Rồi. Bây giờ bạn có đệ tử không? Không. Có truyền lại bí kíp cho đệ tử không? Không. Đệ tử mày nhớ đi. Hồi Chức hai vỏ luôn, vỏ nào cũng thú mà. Vỏ thuốc này ghi số, vỏ này thuốc. Vỏ này thuốc này, vỏ này bỏ tiền. Ừ. Dạ. Rồi bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà một clip sau nha. Ừ, hôm nay Chức nghỉ nha mọi người. Hẹn Chức nghỉ, cho Chức nghỉ. Bà anh Quỳnh là bà gì á. Nói Chức nghỉ đi mấy ngày, em gỡ qua mấy ngày. Trời ơi, vỏ mổ chắc là...